chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 4 trong quyển sách toán tập 2 bộ sách chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề 3 các phép tính với số tự nhiên, bài số 54 hình bình hành. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 28. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé phần đầu tiên của bài học là phần khám phá trong phần khám phá này cô có tình huống như sau các em hãy quan sát cho cô hình ảnh của tòa nhà và cho cô biết hình dạng của tòa nhà này có gì đặc biệt à chúng ta thấy rằng mặt của tòa nhà mà chúng ta đang quan sát là hình bình hành đây là mặt của tòa nhà và mặt của tòa nhà này có dạng hình bình hành như vậy, hình bình hành là hình như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Cô có hình bình hành ABCD. Quan sát thì chúng ta thấy rằng cạnh AB và cạnh DC là hai cạnh đối diện. Cạnh AD và cạnh BC cũng là hai cạnh đối diện. Cạnh AB sẽ song song với cạnh DC. Cạnh AD sẽ song song với cạnh BC và độ dài của cạnh ab sẽ bằng với độ dài của cạnh gc độ dài của cạnh aj sẽ bằng độ dài của cạnh bc như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau được chưa nào cô nhắc lại hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Trong hoạt động thực hành này, các em hãy thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập thực hành số 1, trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Dựa vào kiến thức mà chúng ta vừa học, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập thực hành số 1 này như sau. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Như vậy, trong bốn hình này thì các hình là hình bình hành, đó là hình số 1 và hình số 4. Tiếp tục, cô sẽ chuyển sang bài tập thực hành số 2. Nêu các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau của mỗi hình bình hành dưới đây. Nêu số đo độ dài các cạnh của hình bình hành. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện câu A. Ở câu A, chúng ta có hình bình hành KLMN. Chúng ta biết được rằng Độ dài của cạnh KL bằng 2m, độ dài của cạnh KN bằng 3m. Mà hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Như vậy, trong hình bình hành KLMN, các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau đó là cặp cạnh thứ nhất là cặp cạnh KL và NM, cặp cạnh thứ hai là cặp cạnh KN và LM. Độ dài của cạnh KL sẽ bằng với độ dài của cạnh NM và sẽ bằng 2 m. Độ dài của cạnh KN sẽ bằng độ dài của cạnh LM và sẽ bằng 3 m. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện câu B. Ở câu B, cô có hình bình hành STUV. Quan sát hình bình hành STUV thì chúng ta thấy có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Cặp cạnh thứ nhất là cặp cạnh ST và VU. Cặp cạnh thứ hai là cặp cạnh SV và TU. Độ dài của cạnh ST sẽ bằng với độ dài của cạnh VU và bằng 5 m. Độ dài của cạnh SV sẽ bằng với độ dài của cạnh TU bằng 3 m. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thực hành số 3. Xếp lại mỗi hình sau trở thành hình bình hành. Như vậy ở đây cô có hai hình hình a và hình b chúng ta sẽ xếp lại hai hình này để cho nó trở thành hình bình hành quan sát hình a và hình b chúng ta thấy rằng mỗi hình đều được cấu tạo bởi một hình vuông và hai hình tam giác có kích thước giống nhau như vậy cô sẽ xếp lại hai hình này để cho nó trở thành hình bình hành cô sẽ xếp như sau đầu tiên cô sẽ đặt hình vuông ở giữa rồi sau đó đặt hai hình tam giác hai bên như thế này thì chúng ta sẽ được hình bình hành. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở hoạt động thực hành. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện tập. Trong hoạt động luyện tập, các em sẽ thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1. Xác định vị trí điểm C để có hình bình hành ABCD. Cô nhắc lại, hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Như vậy, cô sẽ xác định vị trí của điểm C là nằm tại vị trí này để được hình bình hành ABCD. Bây giờ, cô sẽ dùng thước thẳng để vẽ lại. Như vậy chúng ta đã có được hình bình hành ABCD. Tiếp tục cô sẽ chuyển sang bài tập thực hành số 2. Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông. Như vậy để thực hiện bài tập này, các em sẽ vẽ cho cô các hình bình hành xếp liền nhau như hình mẫu này. Sau đó chúng ta sẽ dùng bút màu để tô màu và chúng ta sẽ được hình mẫu như thế này như vậy ở bài tập này các em hãy tự thực hiện cho cô nhé như vậy chúng ta đã thực hiện xong hoạt động luyện tập bây giờ cô sẽ chuyển sang hoạt động thực tế tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình bình hành và ở đây là một số hình mẫu gợi ý cho chúng ta biết trong thực tế có những hình ảnh có dạng là hình bình hành như sau bây giờ cô sẽ tìm thêm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình bình hành các em hãy quan sát nhé. Qua hoạt động này, chúng ta có thể biết được trong thực tế có rất nhiều hình ảnh có dạng hình bình hành. Các em có thể tìm thêm một số hình ảnh khác nữa cho cô nhé. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.